Tập 34. Xuống đây cho tôi. Nhìn gì mà nhìn? Đưa đi. Đi. Takeda rất quan trọng. Quân Nhật có thể sẽ giải cứu. Trên đường cẩn thận đấy. Yên tâm đi, tôi sẽ để ý. Khởi trối rồi à? Về đi. Giúp tôi gửi lời hỏi thăm cha cô. Anh chưa xong với tôi đâu. Lương Phi, cảm ơn nhé. Cảm ơn cái gì? Hành động cần phải thống nhất với nhau. Công lao không phải là của mình tôi. Thái Hà, Á Bình đều góp sức trong đó. Đi nhé. Đưa đi. Mau lên. Đi. Khải Chân trước giờ không phục anh. Bây giờ phục rồi. Chỉ ngoài miệng là không nói thôi. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là mọi người đều đang giết Nhật. Phía trước chính là khu vực quản lý của quân số 53. Vậy là an toàn rồi. Thay tôi chăm sóc cô ấy. Yên tâm đi. Tôi không cần anh lo cho tôi. Khi nào cô quay lại, chúng tôi sẽ nhiệt liệt chào đón cô, gia nhập đội công tác vũ trang. Phải, phải, phải. Tôi sẽ ghi nhớ câu nói này của anh. Nhớ kỹ, ngoài Đinh Tiêu Tiêu, những người khác giết không cần hỏi. Rõ. Bắn. Ẩn nấp, bảo vệ Đinh Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, cẩn thận, mau lên. Xông lên. Bảo vệ Tiêu Tiêu. Mau cứu tôi, mau cứu tôi. Mau cứu tôi. Mau cứu tôi, mau cứu tôi. Tất cả cấm động đậy. Nếu muốn ông ta sống thì tránh đường cho tôi. Mau cứu tôi, đậu tiểu thư. Tôi là Takeda. Cam Mỹ, mau cứu tôi. Tất cả dừng lại. Cứu tôi, mau cứu tôi. Các người đầu hàng đi.
đã bị bao vây rồi. Nếu không sẽ lập tức giết chết hết. Xông lên. Tiêu Tiêu, mau đi theo chị, mau lên, mau mau, bắn đi, bắn đi. Tiêu Tiêu, ra sau cái cây kia đợi đi, mau lên. Không được, em phải giết Nhật. Đi mau, đừng bướng nữa, mau lên. Cẩn thận đấy. Mấy người đi theo tôi, đi, rõ. Tiêu Tiêu đâu? Ở đằng sau cây cổ thụ đợi chúng ta. Đi tiếp ứng cô ấy trước, nhanh lên. Cấm động đậy, cấm động đậy. Chị Thái Hà, cứu em. Chị Á Bình, Thái Hà. Chị Á Bình. Tiêu Tiêu ở bên kia, đi. Hỏng rồi, là Tiêu Tiêu. Các người nghe đi, Đinh Tiêu Tiêu ở trong tay tôi. Nếu muốn cô ấy được bình an thì các người mau biến đi. Tôi dám giết Takeda, các người không dám giết Đinh Tiêu Tiêu. Chấp nhận đi. Lên. Chị Á Bình, rút mau. Khải Văn, anh thả em ra. Em phải cứu Tiêu Tiêu. Á Bình, rút mau, anh thả em ra. Á Bình, cô làm gì thế? Anh cứ trơ mắt nhìn họ đưa Tiêu Tiêu đi như thế à? Anh đã hứa với Lương Phi thế nào? Á Bình, cô bình tĩnh lại đi. Không ai muốn thế này đâu. Tình hình lúc đó không ai có thể cứu được Tiêu Tiêu. Nhìn cô ấy bị bắt đi,
Em tưởng lòng anh dễ chịu à? Nếu Tiêu Tiêu có chuyện gì, em phải ăn nói thế nào? Mục tiêu lần này của Đậu Tiểu Phàm chính là Tiêu Tiêu. Giao thủ với chúng ta cũng không phải là đặc công Nhật bình thường. Họ đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Họ nhất định đã biết lộ tuyến hành động của chúng ta. Nhưng làm sao họ biết được? Có phải anh đã tiết lộ tuyến không? Nếu anh bán đứng mọi người thì bây giờ em có thể lập tức bắn chết anh đi. Nhất định là Trùng Khánh. Khải Văn, có phải anh đã báo lộ tuyến hành động của chúng ta cho Trùng Khánh không? Á Bình, cô đi đâu thế? Tôi đi tìm người. Em đi tìm Lương Phi. Phải. Chỉ có anh ấy mới có thể cứu Tiêu Tiêu. Đừng tưởng rằng chuyện chúng ta không làm được thì Lương Phi sẽ có thể làm được. Á Bình, anh không hay rồi. Thiên Thành, sao thế Thiên Thành? Vào đi, vào đi. Anh không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Á Bình, sao cô lại đến đây? Nào, ngồi xuống rồi nói, ngồi xuống rồi nói. Hắc Tử trót ly nước. Đã xảy ra chuyện gì thế? Tiêu Tiêu bị Đậu Tiểu Phàm bắt đi rồi. Cái gì? Trần Thái Hà đâu? Khải Văn đâu? Tôi không tin họ nên đã tự đến tìm anh. Lương Phi, anh nhất định phải cứu Tiêu Tiêu. Anh nghĩ cách đi. Được rồi Á Bình, cô đừng lo. Không phải, lộ tuyến này do tôi và Trần Thái Hà đặc biệt thiết kế. Làm sao quân Việt biết được? Tôi hiểu con người của Trần Thái Hà. Vậy sao Đậu Tiểu Phàm có thể tính toán chuẩn như thế được? Khẳng định là Trần Thái Hà đã nói cho Khải Văn biết lộ tuyến. Khải Văn là đáng nghi nhất. Súc sinh. Mục đích Đậu Tiểu Phàm bắt Đinh Tiêu Tiêu vẫn là quân trưởng Đinh. Thế nên chúng ta buộc phải báo cáo với Trùng Khánh. A Mau, gửi điện báo cho Trùng Khánh. Rõ. Khốn kiếp, các cậu là một đám ăn hại. Cậu biết Đinh Tiêu Tiêu có ý nghĩa thế nào không? Đinh Tiêu Tiêu là con gái quân trưởng Đinh. Bây giờ quân trưởng Đinh đang dẫn quân số 53 ở tiền tuyến liều mạng với người Nhật. Nếu người Nhật dùng Đinh Tiêu Tiêu uy hiếp quân trưởng Đinh, cậu bảo trận này đánh thế nào đi? Đánh thế nào đi? Chuyện tốt thế mà không làm được. Lương Phi cứu được người, cậu lại làm mất người. Một đống ngốc. Rõ. Cục trưởng, tôi biết ngài lo lắng, nhưng việc quan trọng hiện giờ là chúng ta phải làm rõ vì sao quân Nhật biết lộ tuyến hành động của đám Khải Văn. Tôi không cần biết, tôi chỉ cần Đinh Tiêu Tiêu. Rõ. Mới đó mà cậu đã ra tay rồi à? Xem ra cục trưởng Hình cũng đã có chuẩn bị. Nhưng tôi rất tò mò, nếu ông biết mình sắp xảy ra chuyện, vì sao vẫn bình tĩnh ngồi ở đây? Nếu tôi chạy, chẳng phải cậu có thể thoải mái đổ tội cho tôi sao? Tôi vẫn ngồi ở đây là vì tôi không thể với lòng. Vậy thì không thể trách tôi rồi. Là tự ông tìm đường chết. Dẫn đi. Làm sao thế? Khải Văn đâu? Lương Phi, tôi biết anh rất lo cho Tiêu Tiêu. Đội trưởng Lương Phi, anh muốn làm gì? Anh biết rõ là nội bộ các anh có vấn đề, vì sao lại nói lộ tuyến cho họ? Anh nghi ngờ tôi bắn đứng mọi người. Tôi hỏi vì sao anh lại nói với Trùng Khánh? Anh có hiểu không hả? Tôi dù không phải là người của Trùng Khánh, đưa Tiêu Tiêu đến tiền tuyến, tôi buộc phải xin chỉ thị. Anh có biết anh làm vậy sẽ hại chết Tiêu Tiêu không? Anh làm vậy có khác gì với hắn Giang? Anh đừng có la hét với tôi. Khải Văn này làm việc
Còn chưa đến lượt anh lo đâu. Lương Phi anh có bản lĩnh, khi Khải Giang này cũng không dễ chọc đâu. Anh nói chúng tôi thế nào được? Đừng nói tôi là Hán Giang, tôi bắn chết anh. Khải Giang, cất súng đi. Lương Phi, chuyện này không hề đơn giản. Khải Giang sẽ không bắn đứng mọi người. Tôi tự tay giao Đinh Tiêu Tiêu cho các anh, giao cho quân trưởng Đinh. Việc đơn giản như thế anh cũng không làm được. Lương Phi, anh làm gì thế? Tôi còn có thể làm gì? Đậu Tiểu Phạm bắt Đinh Tiêu Tiêu nhất định là vì quân trưởng Đinh. Bây giờ canh phòng nghiêm ngặt, một mình anh không thể cứu được cô ấy. Đi, Á Bình, Lương Phi. Đội trưởng, anh ấy. Có phải là cậu không? Đội trưởng, không phải. A Mao từ trước giờ hành động trung thành, tuyệt đối không bán đứng ai hết. Khải Giang đủ rồi. Vì sao? Vì sao tôi luôn bị người mình bán đứng vậy? Đinh tiểu thư, tôi thấy cô đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Đây là quân bộ của quân Nhật, mà tôi lại thật lòng muốn giữ Đinh tiểu thư ở lại Tế Nam thêm một thời gian. Ai muốn ở lại chỗ cô? Tôi nghĩ Đinh tiểu thư vẫn chưa hiểu rõ hoàn cảnh của mình phải không? Cô bây giờ là tù binh của tôi. Nơi này kém hơn phòng của Đinh tiểu thư một chút, nhưng đối với một tù binh thì đã tốt lắm rồi. Vì tôi không muốn để quân trưởng Đinh biết con gái cưng của ông ấy phải chịu ấm ức ở chỗ tôi. Cô đừng mang cha tôi ra nói. Cha tôi là cha tôi là tôi. Vậy sao? Tôi không biết. Có phải cha cô cũng nghĩ vậy không? Cô muốn làm gì? Tôi muốn quân trưởng Đinh đầu quân cho người Nhật chúng ta. Cô nằm mơ, không thể nào. Tôi biết là không thể nào. Nhưng nếu muốn ông ấy vì con gái cưng của mình lui lại 100 dặm, thì tôi nghĩ chắc đây không phải là gì quá khó khăn. Có lúc báo mũ tình thân có thể chiến thắng tất cả. Bỉ ổi. Bỉ ổi. Cô bé à, cô đừng quên đây là chiến tranh. Chiến tranh chỉ có thắng thua, không có cao thượng và bỉ ổi. Cần phải bất chấp thủ đoạn, hiểu không? Đói rồi thì ăn một chút đi. Mệt mỏi cả ngày rồi, ai cũng không chịu được. Đinh tiểu thư, nếu đã vậy rồi thì chấp nhận thôi. Tôi mong Đinh tiểu thư tin rằng tôi không muốn làm hại cô, nhưng tiền đề là cô phải phối hợp với tôi. Viết thư cho cha cô được không nào? Cứ nói cô rất nhớ ông ấy. Cô ở đây, cô nghĩ gì thế hả? Cô bảo tôi phối hợp với cô viết thư cho cha tôi. Đừng hòng, đồ Hán Giang. Cô mắng nhầm người rồi. Tôi là người Nhật chính gốc. Vậy thì là đồ giặc Nhật. Đinh tiểu thư, cô thật sự không sợ tôi nổi giận sao? Nói thật với cô vẫn nên từ bỏ ảo tưởng, đối mặt với hiện thực đi.
Cô hãy suy nghĩ xem, làm thế nào để bảo vệ tính mạng mình trước. Mạng của cô. Họ dùng con gái tôi uy hiếp tôi, muốn tôi lui quân. Tôi chẳng biết gì cả. Người Nhật đã bắt cả nhà tôi, bắt tôi giao bức thư này cho ông. Giặc Nhật xâm lược nước ta, giết nhân dân ta. Đây là nỗi dục lớn nhất của Trung Quốc. Đinh Ngọc Sơn ở tiền tuyến kháng Nhật giết địch, chính là để trả mối thù này. Nếu muốn tôi lui quân, giặc Nhật phải biến khỏi Trung Quốc. Quân trưởng, chỉ có một đứa con gái, im đi. Quân trưởng Đinh, ông đúng là một đại anh hùng. Đi đi. Báo cáo. Quân trưởng, đội công tác vũ trang Tế Nam gửi điện báo đến. Đọc đi. Quân trưởng Đinh cân nhắc, nhất định phải đồng ý với mọi yêu cầu của quân Nhật. Cho tôi thời gian 3 ngày để giải cứu Tiêu Tiêu, Lương Phi. Quân trưởng, Lương Phi trước giờ nói được làm được. Trong vòng 3 ngày, nhất định có thể cứu được tiểu thư. Quân trưởng. 3 ngày sau, quân Nhật sẽ hoàn thành toàn bộ bố phòng. Đến lúc đó, chúng ta lại tấn công, sẽ phải trả giá rất đắt. Trả lời điện báo, quân trưởng. Nhà và nước không thể lưỡng toàn, thời cơ chiến đấu không thể bỏ lỡ. Ngọc Sơn một lòng kháng Nhật, chỉ mong đuổi được giặc xâm lăng. Nếu con gái tôi, nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, làm phiền bảo quản hài cốt con gái tôi. Tôi tiếp tục dẫn quân anh dũng giết địch, trả thù cho con gái. Quân trưởng, quân trưởng. Trả lời điện báo đi. Rõ. Quân trưởng Đinh nói thế nào? Quân trưởng Đinh nói sẽ không vì Tiêu Tiêu mà bỏ lỡ thời cơ chiến đấu, không ngoài dự đoán. Quân Nhật dùng Đinh Tiêu Tiêu uy hiếp quân trưởng Đinh hoàn toàn là ý của một bên. Xem ra Đinh Ngọc Sơn này đúng là một tướng quân tốt, nhưng ông ấy là cha Tiêu Tiêu, sao mấy có thể làm gì được? Chẳng phải là bắt Tiêu Tiêu đem chết sao? Lương Phi, Tiêu Tiêu thực sự xảy ra chuyện thì phải làm thế nào? Đậu Tiểu Phạm này tốn nhiều công sức bắt Đinh Tiêu Tiêu, bây giờ lại chẳng có tác dụng gì, khẳng định sẽ thẹn quá quá giận. Xem ra Đinh Tiêu Tiêu là nít dữ nhiều rồi. Lương Phi, tôi đi cứu người. Nếu Đinh Tiêu Tiêu xảy ra chuyện, tôi sẽ có lỗi với quân trưởng Đinh. Lương Phi, anh bình tĩnh đi. Cho dù chỉ có một chút hy vọng thì tôi cũng phải đi. Đứng lại. Đây rõ ràng chính là kế một mũi tên trúng hai đích quân Nhật. Một mặt lợi dụng Đinh Tiêu Tiêu khiến quân trưởng Đinh lui binh, một mặt là để dụ anh bắt công. Anh đi thế này chẳng phải là đập mạng sau? Nếu mạng của tôi có thể đổi lại mạng Đinh Tiêu Tiêu thì tôi sẽ liều cái mạng này.
ít nhất có thể giúp quân Trưởng Đinh không còn lo lắng, yên tâm đánh giặc. Bây giờ không phải là lúc nói lời giận dỗi, anh biết không? Lương Phi, càng lúc càng nguy hiểm, cậu càng phải bình tĩnh. Đội trưởng Thạch, anh thấy thế này có được không? Chúng ta chia quân là ba đường vào thành, xem quân Nhật rốt cuộc định giở trò gì. Được rồi, chỉ có thể làm vậy thôi. Vậy tôi sẽ đi nghe ngóng tình hình trước. Tôi đi cùng anh. Tư lệnh, hai mươi phút trước quân số 53 đã tấn công quân ta, đại bác bắn liên tục trong suốt 10 phút. Địa trận cánh phải quân ta bị công phá, trận địa pháo binh ở cánh trái bị chiếm lĩnh. Kumiko, chẳng phải cô đã nói với tôi có Đinh Tiêu Tiêu trong tay, Đinh Ngọc Sơn không thể tấn công sao? Thuộc hạ biết lỗi rồi, tôi đã đánh giá nhầm Đinh Ngọc Sơn, không ngờ ông ta lại tuyệt tình như thế. Cô đừng tưởng rằng cô là nữ gián điệp giỏi thì có thể tùy tiện suy đoán tính trách nhiệm của một vị tướng. Ông ta là một danh tướng, sẽ không vì con gái mà bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Tôi không thể không thừa nhận Đinh Ngọc Sơn là một vị tướng kiệt xuất. Đậu Tiểu Phàm, cô quá tự phụ. Dừng, Đinh tiểu thư, cô viết xong chưa? Viết xong rồi. Cô không biết chữ Trung Quốc phải không? Để tôi đọc cho cô nghe nhé. Tề Lỗ anh hùng có Lương Phi, anh dũng cơ trí lại dũng cảm, võ nghệ cao cường giết giặc lùn. Quân Nhật nghe tên là khiếp vía. Đây chính là thư tôi viết cho cha tôi, phiền cô giao cho ông ấy. Người đâu? Cha cô ấy là quân trưởng của Trung Quốc, đang chiến đấu với đồng bào của chúng ta. Vô số đồng bào của chúng ta đã chết dưới nòng súng của cha cô ấy. Chẳng lẽ các anh không muốn trả thù sao? Cô ấy là của các anh. Mau cút đi, cút đi. Lương Phi, đừng rút súng. Đây là người anh em của tôi. Trong chừng đi, trong chừng đi. Đinh Tiêu Tiêu đâu? Con gái quân trưởng cậu cứu từ khách sạn đấy à? Phải. Cô ấy ở đâu anh biết không? Cô đừng hỏi nữa, thảm lắm. Làm sao thế? Cô ấy bị quân Nhật chà đạp, bây giờ đang bị treo trên tường thành. Cậu không thể đi được, tránh ra. Cậu thế này chẳng phải đi đập mạng sao? Đội trưởng Thạch, không hay rồi, không hay rồi. Làm sao thế? Quân Nhật đã treo Đinh Tiêu Tiêu trên tường thành, trông có vẻ không ổn nữa rồi. Chúng ta vẫn nên, chỉ có thể tính đến trường hợp xấu nhất thôi. Bọn Nhật chết tiệt này, khốn kiếp. Đội trưởng Thạch, triệu tập đội ngũ lập tức xuất phát. Phụng tử, có. Triệu tập các anh em lập tức xuất phát. Rõ.
Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tôi nghe nói Fumiko chỉ múa cho một người xem, đó chính là Nanki ở Trùng Khánh. Hôm nay đúng là đã được mãn dạ. Cái tên Nanki. Cái tên Nanki là cơ mật ở hội Hắc Long. Ai cũng có thể tùy tiện gọi được sao? Đội trưởng, không hay rồi. Tinh Tiêu Tiêu bị quân giật treo trên tường thành rồi. Công khai thì chúng sợ là sắp không chịu được nữa rồi. Đậu Tiểu Phạm quá độc ác. Cô ta treo Đinh Tiêu Tiêu lên trường thành, chẳng phải là muốn chọc giận và trả thù Lương Phi sao? Nếu Đinh Tiêu Tiêu xảy ra chuyện, chúng ta làm sao ăn đối được với Trùng Khánh? Vậy quân trưởng Đinh đây, lúc này chúng ta còn khoanh tay đứng nhìn thì quả thật không phải là người. Tập hợp anh em đi. Đội trưởng Thành, tôi đoán lần này để bắt Lương Phi, quân Nhật nhất định đã bố trí canh phòng xung quanh tường thành, hình thành một mạng lưới bố phòng để Lương Phi nhảy vào. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là phải giống như một con dao chém rách mạng lưới này, giúp Lương Phi giải cứu Tiêu Tiêu. Hiểu rồi. Hạt tử, theo kế hoạch chia thành hai nhóm, chúng ta triển khai hành động gần tường thành. Rõ, nhớ kỹ. Chỉ khi hành động của chúng ta đủ lớn, quân Nhật mới có thể bị thu hút sự chú ý. Hành động, hành động. Bọn giật này,
tiếp ứng Lương Phi, mau mau xông lên. Yểm hộ Lương Phi, bắn. Yểm hộ Lương Phi, bắn. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Tôi biết anh khẳng định sẽ đến cứu tôi. Anh sẽ không bỏ mặc tôi. Đừng nói nữa. Nếu anh có thể ôm tôi mãi thế này thì tốt rồi. Đối với cha tôi, tôi không làm ông ấy mất mặt. Đừng nói nữa. Tôi nhất định sẽ nói với ông ấy. Nói cô là nữ chiến sĩ xuất sắc nhất mà tôi từng